Rồi, chào cô chú anh chị em mình nha. Lại là em Tân đây nha. Giới thiệu vài con tivi vừa cập nhật bên em cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. 49 inch, 32 inch. À, màn hình cực kỳ đẹp luôn em ơi. À, 4 bên Sony màn hình mới bảo hành 6 tháng giá 3 triệu 700 ngàn ha. Còn một con ha. Đó. Rồi, giới thiệu cô chú anh chị em mình con Sony 49 inch nè. Sony 49 inch, màn hình cực kỳ đẹp luôn ha. Giá là 4 triệu 500 ngàn bảo hành 1 tháng ha. Con này là độ phân giải là 120Hz nha, cực kỳ nét luôn anh em ha. Đó. Sony 49 inch. À, giá 4 triệu 500 ngàn bảo hành 1 tháng, màn hình cực kỳ nét luôn ha. Anh em quan tâm con này thì chơi ha. Con này có giọng nói tìm kiếm luôn ha. À, Sony 49 inch có giọng nói tìm kiếm, có kết nối Bluetooth luôn ha. Model là 49X 9000E ha. Đó. Cực kỳ nét luôn anh em ơi, nét từng chi tiết luôn ha. Độ phân giải là 120Hz ha. Rồi tiếp là một con, đây cũng con Sony 49 inch. Mới về được hai con 49 inch anh em ơi. Sony 49 inch giá 4 triệu đồng bảo hành 1 tháng ha. Con này Sony 49 inch màn hình chỉ 4K thôi ha, chứ không có đẹp dữ như con kia ha. Con kia là 120Hz cực kỳ nét ha. Con này cũng có wifi lên mạng, có giọng nói kết nối Bluetooth luôn ha. Sony 49 inch lên mạng wifi kết nối Bluetooth luôn, có giọng nói tìm kiếm, có chân để luôn ha. Con này bảo hành cho anh em mình xài 1 tháng luôn ha, giá là 4 triệu đồng ha. Sony 49 inch giá 4 triệu đồng bảo hành 1 tháng ha. Đó, anh em chơi được thì alo con này ha. Rồi 55 inch LG lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm ha, màn hình 4K cực kỳ nét luôn ha, có hỗ trợ kết nối Bluetooth, có giọng nói tìm kiếm, có chuột bay luôn ha. Giá là 6 triệu 200 ngàn ha. Wi-Fi giọng nói màn hình mới bảo hành 6 tháng ha. Rồi 32 inch thì em còn 4 con nha anh em. Mới nhập về mấy con anh em hỏi nhiều quá thì em nhập về vài con cho anh em mình tham khảo ha. 32 inch màn hình mới lên mạng Wi-Fi, nhanh mượt luôn ha. Giá là 2 triệu 2. Rồi con này là 32 inch. À, màn hình zin đẹp cực kỳ luôn. Giá 1 triệu 700 ngàn ha. Còn con này ha. Này là màn zin theo máy ha. Giá 1 triệu 7 ha. Rồi tiếp một con là 32 inch, màn 32 inch LG màn hình mới giá 2 triệu 200 ngàn. Còn đây con còn tem màn hình chưa lọt luôn ha. Còn tem luôn ha. Đó, con này có cổng là 3.5 làm sao cho anh em kết nối lo luôn ha. Trực tiếp ha, này nó không có Bluetooth ha. Mình kết nối lo kéo kéo nó hát ok ha. Rồi con này là Samsung anh em ơi, mới vừa nhập tiếp con Samsung 32 inch. Lên mạng wifi nhanh mượt lẹ, có chân để bàn luôn ha. Có cổng kết nối 3.5 cho anh em mình kết nối lo kéo luôn ha. Đây có cái cổng kết nối 3.5 cho anh em mình kết nối là cầu kéo luôn ha, mình ghim vô trực tiếp mình lim cái lo luôn ha. Con này thì không có Bluetooth cho anh em ha, cho nên mình ghim trực tiếp là mình chơi luôn ha, mình để có lo kéo là mình trực tiếp mình chơi luôn ha. Để em kiểm tra con này coi mình gắn cái chuột mình nói được không ha. Này vô phần tìm kiếm, con này cũng không nói anh em ha, nó này chỉ lên mạng thôi ha, chỉ lên mạng lên mạng wifi nhanh mượt thôi chứ nó không có nói ha. Thì nó cũng bấm cái nó màn hình mới bảo hành cho anh em mình 6 tháng ha. Đây 32 inch Samsung màn hình mới bảo hành 6 tháng ở 3 tháng anh em ha, này lộn ha, lộn 3 tháng nha. 32 inch thì chỉ bảo hành 3 tháng thôi ha. Hình ảnh thì cực kỳ đẹp anh em ha. Màn hình mới chưa lọt tem anh em, còn keo nữa ha. Đó, còn keo luôn đó. Anh em nào chơi được thì mình lọt ra ha. Rồi con này cũng vậy, còn keo giá 4 triệu mà màn hình đẹp cực kỳ nên mà cái này cũng mới thay màn hình rồi, chủ người ta đổi tivi bự hơn nữa đó, nhu cầu cao á, cho nên là cái này cũng màn hình mới thay ha, giá 4 triệu đồng ha. 49 inch giá 4 triệu, wifi giọng nói và Bluetooth đầy đủ chức năng ha. Rồi anh em mà có nhu cầu muốn chơi mà đẹp zin mới hơn nữa, chất lượng đời cao hơn nữa thì anh em chơi cái này ha. Sony 49 inch giá 5 triệu 800 ngàn đời cao ha, đời cái này 2021 luôn, 2020 21 gì anh em mà đời cao lắm nha. Bảo hành 6 tháng, coi giọng nói tìm kiếm, màn hình mới bảo hành 6 tháng ha, màn hình mới chưa lột tem luôn ha. Đó, dưới còn một con này ha. Sony 40 bên, màn hình mới bảo hành 6 tháng giá 3 triệu 700 ngàn ha, có chân để bàn luôn ha. Đó, con này thì không có nói anh em ha, chỉ có màn hình mới bảo hành 6 tháng này ha. Đây, LG 40 bên. LG 40 bên lên mạng wifi có giọng nói chuột bay luôn ha, giá 4 triệu đồng ha, em còn hai con ha. Đó, anh em chơi được con nào thì alo em ha. Địa chỉ em ở số điện thoại em là 0346854213. Em số đó em có Zalo luôn ha. Địa chỉ em ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, trên đất Bến Tre ha. Rồi cảm ơn chú anh em quan tâm theo dõi rất là nhiều nha. Anh em quan tâm thì đăng ký kênh em ha, như follow kênh em ha.
Kênh em là YouTube Tân Chợ Lách Bến Tre ha. Em YouTube thì em đăng nhiều hơn trên trên đây ha. TikTok thì em đăng video ngắn, YouTube thì dài chút xíu ha. Anh em quan tâm bây giờ là tham khảo ha. Cảm ơn em rất là nhiều ha.